chưa? Dạ. Hôm nay chúng ta sẽ học một trường hợp chăm sóc nha. Sau khi xuất viện, một trường hợp đã cắt bỏ 2/3 dạ dày. Đây là một trường hợp của bệnh nhân nam, cách đây 9-10 năm đã bị thủng gấp tràng, bị khâu lỗ thủng ở vị tràng. Bây giờ nhập viện đó lại bị thủng đường nối, được cắt lại dạ dày, cắt lại 2/3 dạ dày. Nghe thì hậu phẫu hôm nay là ngày thứ 7, tình trạng diễn tiến ổn định, không có sự cố gì hết. Và hôm nay bệnh nhân đã chuẩn bị xuất viện. Nha, thì cái vấn đề đặt ra là gì? Là bệnh nhân này là một bệnh nhân trẻ, có một cái bệnh lý loét dạ dày tá tràng mà không có rõ nguyên nhân, không phải do HP. Mà nguyên nhân đấy thì cho đến bây giờ thầy vẫn chưa có tìm ra. Mà không biết nguyên nhân là gì, thường loét người trẻ rất là hiếm gặp. Mà nguyên nhân đấy không tìm ra chắc có thể trong cuộc sống, cuộc đời bệnh nhân sau này, bệnh nhân này mới 20, có thể sống được 60 năm nữa, thì có thể bị loét nữa. Nha, cho nên là phải dặn dò bệnh nhân chế độ chăm sóc như thế nào đấy, sống như thế nào đấy, đừng có để cho nó lét lại, tại vì bây giờ cái bao tử còn có 1 phần, cắt hết 2 phần, đồng ý không? Thứ hai nữa là bệnh nhân này có một cái đường ruột nó không như người bình thường, nghĩa là thức ăn vô nó không có qua môn vị, không qua lá tá tràng xuống ruột như bình thường, mà thức ăn nó đi thẳng từ dạ dày xuống thẳng ruột non luôn. Nha, có hai đặc điểm đấy chúng ta cần để ý. Thứ nhất là gì? Là cái bệnh lý nguyên nhân của loét, bệnh lý loét người trẻ nguyên nhân chưa biết. Thứ hai nữa có một cái nối tắc giữa những cái dạ dày và ruột non. Thứ ba nữa dạ dày chỉ còn một phần nữa. Cái dạ dày còn một phần đấy không quan trọng lắm, tại vì sau này nó sẽ tăng sinh, nó giãn ra để buồng trừng. Như thế thì chăm sóc bệnh nhân nha, sau này như thế nào? Đầu tiên là gì, có thấy là có dặn bệnh nhân điều chỉnh là chế độ ăn uống, không biết không? Thứ nhất là ăn ít thôi. Như người bình thường ăn bữa 2 chén 2 bát thì bệnh nhân này còn có bao tử không có 1 phần, dặn bệnh nhân ăn 1 bát thôi và tăng cái số lần ăn lên. Như bình thường ăn 3 bữa thì là bé này ăn phải 5-6 bữa, nhưng mà ăn nhiều lần như thế thì có nguy cơ là cái răng nó sẽ bị hư đó, nghe răng nó bắt sâu có răng sâu, cho nên cẩn thận ăn nhiều lần thì cái nguy cơ sâu răng nó sẽ nhiều hơn, cho nên cẩn thận làm vệ sinh răng miệng cho tốt. Nha, thứ ba nữa là gì nữa, là có cái tình trạng nối tắc giữa cái dạ dày và cái ruột non, nên có thể khoảng 20% các trường hợp bệnh nhân có nối tắc dạ dày với ruột non đấy sẽ có cái hội chứng dumping. Hội chứng dumping là cái gì? Là tình trạng thức ăn nó rơi xuống từ dạ dày, nó rơi xuống ruột non nhanh quá, nên nó gây ra những cái biến đổi về thể dịch và hormone ở trong đường ruột ấy, làm cho bệnh nhân có những cái hội chứng, có những triệu chứng người ta gọi là hội chứng dumping, ví dụ đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, rồi choáng váng, vã mồ hôi, rồi cái triệu chứng đấy nó xảy ra sau khi ăn. Nên thì để hạn chế bớt cái hội chứng dumping, mà cái nguyên nhân của hội chứng dumping là gì, là do thức ăn nó rơi xuống nhanh quá. Nha, thì dặn bệnh nhân là sao? Dặn bệnh nhân là ăn được, uống nước, uống nước trước khi ăn, lúc bụng đói, ăn chỉ ăn khô thôi. Nhấp uống chút nước cho nó trơn cái họng thôi, chứ còn không có vừa ăn vừa uống. Thói quen của người Việt Nam mình đôi khi là vừa ăn vừa uống 2-3 cốc nước như thế thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ của hội chứng dumping luôn, đồng ý không? Thứ ba nữa là gì, là bệnh nhân này thì hội chứng quay đến không, chắc chắn là không có. Hội chứng quay đi chắc chắn là không có, tại vì hậu phẫu diễn tiến ổn định. Bạn nhớ là hội chứng quay đến, hội chứng quay đi chỉ xảy ra trong cái chỉ thường thường nó chỉ xảy ra trong thời gian hậu phẫu. Nếu mà hậu phẫu xuất viện không có, coi như nó không có luôn. Cho nên mình chỉ sợ là cái gì, là hội chứng dumping thôi. Nha, phân biệt được quay đến chưa, phân biệt được quay đi chưa, dumping chưa, nó khác, ba cái đấy nó khác nhau. Nha, thứ hai nữa là cái gì nữa, là cái nguyên nhân loét thì vẫn chưa biết. Nha, thì có một số giả thiết cho rằng là bệnh nhân này có tình trạng quá mẫn với những thuốc kháng viêm, hiểu không? Nghĩa là người bình thường uống 2-3 ngày, ngày 1-2 viên không chả sao hết, nhưng mà cậu bé này thì có những thứ uống vô thì có thể tăng cái liều bình thường, cũng là cái liều ngộ độc, liều bình thường của người ta đó là cái liều ngộ độc với cậu bé này. Để cho nên dặn nó là đừng có lạm dụng, tránh hạn chế với những cái thuốc kháng viêm giảm đau mà tự mua uống. Thứ tư nữa là gì, những khi cái loét là do yếu tố về sang chấn tâm lý, lo lắng nhiều quá, lo học nhiều quá này nọ, cho nên thôi đừng có mơ thành bác sĩ hay kỹ sư nha, thì cố gắng học thức thêm, thức hôm thức khuya nhiều quá, nhiều khi nó làm cho loét bao tử khủng nữa, làm sao không có chỗ đâu mà cắt nữa đó. Nha, nhưng cố gắng giữ sức khỏe cho tốt, sức khỏe là quan trọng nhất, rồi chuyện học được tới đâu hay tới đó, đồng ý không? Rồi,
có thắc mắc gì không? Dạ, nhớ là chúng ta bệnh nhân sau mổ cắt đứt hai phần dạ dày đấy, chúng ta để chăm sóc cái gì đấy, ăn uống sao, lối sống sao, sinh hoạt làm sao nha. Và có gì thắc mắc không mấy đứa? Thắc mắc không? Thôi tắt đi em.